Hello các bạn, thì hiện tại thì clip khoảng độ 2 hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn là về nuôi cá cờ đúng không? Thì hiện tại thì trời mưa quá nên là mình phải múc bớt cái nước này đi. Đấy, và để mình rất nhiều cá ở trong này. Đấy, rẽ ra xem. Nhiều cá nhưng mà nó chui hết vào trong rồi nhá. Không thấy được đâu. Không thấy cá ở dưới này đâu. Chỉ có là khi nào cho ăn ấy thì mới bởi hai nữa là phải cho nhiều thế này để bởi cá cờ đi. Cá cờ nó hay phi ra. Em lấy cái que game gạt cho phát là biết ngay rồi. Đấy. Hơn mà cái chỗ này thì không cần. Cái chỗ mình gạt ra nó cũng trốn. Nó gạt ra nó trốn. Đó, bây giờ các bạn ơi, theo mình lên trên tầng và xem kết quả mình tắt ra nó đã đẻ trứng và mình đã thấy, và hôm nay mình sẽ quay lại cho anh em. Bây giờ anh với em đi lên trên tầng cho anh em xem. Các bạn ơi, hiện tại thì hôm nay lên đây mình cho xem này, kết quả là mình rất là mong đợi. Đây các bạn ơi, cá khi đã xong là đã tạo bọt đây các bạn ạ. Và các bạn nào mà nuôi cá betta thì biết rồi, đây là trứng của nó ở trong này, là cá cái bọt này đấy. Thế và các thùng khác không có hả? Thùng khác có nhưng mà nó lộ ở trong bèo đây. Đấy các bạn ơi, riêng cái thùng này thì nó phủ bọt ở đây đây này. Đấy, ở đâu đoạn này này, sáng nay em thấy nó nhưng mà nói chung là chỉ có thùng này là đang có. Thùng này đang có và kết quả là rất là ok các bạn. Đấy, mấy cái thùng này thì mình chưa thấy, thế nhưng mà có nghĩa là mình cũng hôm qua mình cũng thấy rồi, nhưng mà kiểu nó để bọt. Rồi quay lại chỗ này đi. Thưa các bạn, thì hiện tại thì thưa các bạn là mình cũng không nuôi cá bao giờ. Đấy, nhưng mà có nghĩa là nghe một số bạn bảo là khi mà cá cờ nó cá cờ hay là cá betta cá trọi ấy, người ta tách vào đôi này thì là nó sẽ đẻ trứng ra, là nó sẽ sủi cái bọt này các bạn ạ, và sẽ thấy trứng của nó là vàng vàng, hơi vàng vàng rồi anh ạ. Đấy, và mình thì mình không biết được, nhưng mà có nghĩa là khi mà cá cờ nó đẻ hay là cá trọi betta đẻ thì nó chỉ mấy hôm nữa thì sẽ có cá con này. Mấy hôm nữa thì sẽ có cá con, hoặc một tháng nữa, mình cứ kệ để thế này, còn mình vẫn cho cá ăn bình thường. Đấy, chắc là con trống nó sẽ bảo vệ. Người ta bảo là phải bắt ra. Còn chỗ này hôm qua mình thấy có cái bọt đâu ở đây này. Thấy có bọt đây. Đây anh ơi. Anh ơi, bọt của nó đây này anh này. Đấy, cái bọt ở đây này, ở cái tay em này. Đó, nhìn quay. Đấy, nó kiểu cứ ở trong cái chỗ cái dưới cái lá đấy. Đấy, và chỗ khác thì không có. Đấy. Đấy, chỗ khác không có bọt. À đây nữa này các bạn ơi. Chỗ này rõ nhất này. Đây này. Giống như họ đã ổ trứng đấy. Đấy, ổ trứng của cá cờ đấy mà anh. Nó cứ nhảy trứng xong nó lại nhả lên đây. Đấy, cũng vàng vàng đây này, bên này cũng nhiều này. Đây này, ui đây này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, đây nữa này, cả cái chỗ màng màng đây này. Đấy. Và cái chỗ ổ này, cả hai cái bể này thì là nó sẽ có cá con này. Mình cứ thả ở đấy là nuôi. Đấy. Đó đây là AD chúng ta đã sắp thành đại gia rồi. Muốn bảo tồn cái loài cá cờ này thì mình muốn nghiên cứu là như thế. Yên để em ngó xem bên này có không. Đấy, chết thì đây này. Đấy. Đây nữa các bạn ơi. Đây nữa này. Cái bọt đây này. Đấy, cái bọt ở ngay cái tay mình đây này. Đấy, đây này. Đấy. Đấy là bọt đây này. Đấy. Nhiều ổ trứng nhỉ. Đấy là ổ trứng của cá cờ đấy các bạn ạ. Có phải chỗ nào nó cũng có đâu. Đấy, các chỗ khác không có, còn riêng chỗ này là có bọt nhá. Nên để em tìm bên này xem nào. Bởi vì là tách cá cờ ra là nó trong vòng đôi tiếng đôi ngày là nó ra. Ở bên này thì chắc chưa có hay sao các bạn. Đấy, bên này thì không có này. Đấy. Đấy, kết bất ngờ đấy. Đúng không? Bao giờ thấy cá con không chắc được. Thì mình cũng bao giờ thấy cá con thì mình quay okay. Tiếp thôi các bạn ơi, hiện tại thì cũng đến thế thôi nhở. Và anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để theo dõi cái công trình mình nghiên cứu. Nghiên cứu là để bảo vệ cái loài cá cờ coi như đang tuyệt chủng. Hầu như ở các chỗ Việt Nam là hầu như tuyệt chủng rồi, còn chỗ thì có chỗ rất nhiều. Thế nhưng mà có chỗ thì tuyệt chủng rồi, như chỗ mình hỏi ba chỗ là đi xuống đồng, bây giờ làm gì còn cá cờ.
không phải là tuyệt chủng hẳn, nhưng mà nó có chỗ nó có, chỗ nó vẫn có, nhưng mà có nghĩa là cái cá là bây giờ nó hiếm các bạn. Bây giờ mình ra ngoài chợ ấy mà mình mua coi như là nó 30.000 một đôi to đấy. Đấy. Alo, 50.000 một đôi, 30.000 một con. Thậm chí có lúc là 35.000 một con cá cờ đẹp, lên trên mạng mình xem. Đấy. Thì hôm nay mình mới bắt một ít về và mình thả vào đây là cái cá bình thường đấy. Thì là đấy. Đây đây này, ui nhiều bọt thế này. Anh ơi, như này. Anh ơi, đây này, nhiều bọt chưa? Đấy. Đây này. Đấy. Thấy chưa? Đây đang để quay quay sát đây xem. Thôi cứ để thế đã nhá. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây. Mong anh em là nhớ theo dõi cái công trình của mình và nhớ ấn chuông đăng ký kênh. Những người anh đam mê về cá cờ nhá, hội cá cờ, thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và mình ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ theo dõi hướng dẫn của mình xem nó thế nào. Bởi vì mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng đây là công trình nghiên cứu. Thôi xin chào các bạn.